You're always afraid to take the first step because all you see is every negative thing 10 miles down the road. But you can do anything you want. You are bound by nothing. Sawadee Krong Thep. This is the first week with Hoa Sen University. A gift for new student of 2024. Mình cảm thấy nó khá là vui, khá là thú vị. Thứ nhất là mình trải nghiệm cái thành phần mới với từ Thái. Thứ hai là mình được quen với những người bạn rất tuyệt vời. We went to Bangkok, Thailand. We also had Hoa Sen University backpack and a bottle printed Hoa Sen University name. They are so pretty. On the first day, we visited Pandya Piwat Institute of Management. And a PIM professor introduced many useful information. After that, we walked around school and experienced several majors at this academy. The teachers were very hospitality and enthusiastic into guide us. Then we were taken to the factory of CBRAM Group, where they produced 711 products. It was an interesting experience with many useful lessons. At last, throughout the trip, we have broadened our horizon with new culture, new knowledge, and new people. Undeniable, the trip brought us from various backgrounds to one united Hoa Sen University team, from stranger to friends. Mình được trải nghiệm rất là nhiều cái văn hóa mới mẻ hay là gặp được những người bạn Thái thân thiện. Cái thứ hai là mình biết ơn đến những thầy cô đã tạo cho mình một cái chuyến đi rất là bổ ích. Mình nghĩ mình sẽ chọn từ năng động bởi vì mọi người rất là năng lượng và hòa đồng với nhau. Chuyến đi Hoa Sen Global đã giúp cho mình rất là nhiều thứ, giúp cho mình có thêm nhiều bạn bè này, giúp mình cởi mở hơn, hoạt bát hơn. Chuyến đi Hoa Sen Global này mình được miêu tả từ đó là rất là chuyên nghiệp. So this trip did a really good job in changing my mind in many ways. Another thing is that I can explore a new culture and of our neighbor, which is Thailand. Their spirit was something that we need to learn. Instead of focusing on making their life luxurious, they choose to make it innovative and sustainable that lasts for many more generations. I would choose Remarkable because this trip gave me too many precious memories that I think I would carry them throughout all of my life.